Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Phải chăng Trần Tuấn Anh bị đánh dưới thắt lưng? Ngày 6 tháng 2, báo Tiếng Giang đăng phần 1 của loạt bài Vì sao ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh ngã ngựa của tác giả Phạm Vũ Hiệp. Thời báo chấm tóm tắt và giới thiệu nội dung bài viết này đến quý khán thính giả như sau. Còn 2 năm nữa, đại hội 14 của đảng mới khai mạc, nhưng các phe nhóm trong đảng đã sớm ra tay. Việc Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương bị mất tất cả các chức vụ về vườn đổi gà cũng không lấy gì làm lạ bởi các đối thủ toàn tính ủ mưu từ rất lâu. Trần Tuấn Anh sinh năm 1964 quê quảng ngãi là con trai thứ của ông Trần Đức Lương chủ tịch nước giai đoạn năm 1997 đến năm 2006. Chị gái của Tuấn Anh là Trần Thị Minh Anh từng nắm chức phó tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Năm 2008, Trần Tuấn Anh từ Mỹ trở về Việt Nam và được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Rắc rối bắt đầu từ năm 2010 khi phó chủ tịch Cần Thơ cặp kè với người đẹp Thủy Hương. Thủy Hương, người đàn bà đa đoan và qua mấy lần đò này là tâm điểm, khởi nguồn của mọi rắc rối cho Tuấn Anh sau này. Bản thân Tuấn Anh là thái tử, hào hoa, nhiều năm sống ở Mỹ, có địa vị xã hội, lắm tiền, hoạn lộ phơi phới, đã ly hôn nên nhiều gái đẹp vây quanh. Chọn một phụ nữ U50 đã có hai con, nhiều thị phi như Thủy Hương làm vợ, xem ra Tuấn Anh cũng rất chịu chơi. Cũng vì vậy mà Tuấn Anh bị đồn thổi ăn chơi, gái gú, xài tiền như nước. Thủy Hương cũng được theo dệt sống vàng son như quý phi, ăn bào ngư vi cá, ship các món từ Sài Gòn ra Hà Nội, vân vân. Năm 2016, Trần Tuấn Anh ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương. Từ đây, các phe nhóm trong đảng bắt đầu vạch lá tìm sâu, tấn công Tuấn Anh. Và đây là hình vợ chồng Trần Tuấn Anh. Cuối năm 2016, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bị dư luận réo tên trong siêu dự án Thép Cà Ná do tập đoàn Hoa Sen triển khai. Lý do đơn giản, Tuấn Anh với Lê Phước Vũ, ông chủ dự án nêu trên là hai anh em cột chèo. Tháng Giêng năm 2018, một đơn tố cáo nhân danh cán bộ công tác tại Bộ Công Thương gửi đến Tổng Trọng và các lãnh đạo đảng, tố cáo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Trần Hữu Linh, chánh văn phòng bộ, có hành vi đòi bại, suy thoái đạo đức, tham nhũng và lộng quyền. Đơn viết thật dài, nhưng dễ nhận ra kiểu đánh dưới thắt lưng, bị đặt vô căn cứ và kém thuyết phục. Vụ này nhanh chóng bị lãng quên. Đầu năm 2019, một cơn bão khác lại nổi lên đó là xe công vụ của Bộ Công Thương được điều đánh sát cầu thang máy để đón Thủy Hương, vợ Tuấn Anh. Sự vụ nóng đến nỗi Bộ trưởng Tuấn Anh phải viết thư giải trình. Cùng lúc đó lại có đơn thư nạc danh, xưng là tập thể các lái xe của Bộ Công Thương, tố cáo ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, gửi lãnh đạo đảng và nhà nước. Sau đó, thấy việc ném đá giấu tay không hiệu quả, những kẻ tấn công chuyển sang trò chơi công khai. Và đây là hình một số đơn thư tố cáo ông Trần Tuấn Anh. Tháng 4 năm 2019, một thư tố cáo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đe dọa công dân cũng liên quan vụ xe công đón thủy hương tại sân bay được gửi các lãnh đạo đảng, các đại biểu quốc hội. Người tố cáo là Nguyễn Thắng Cảnh, sinh năm 1956, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 110A4, ngõ 8A, phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Nguyễn Thắng Cảnh từng là bộ đội biên phòng, công tác tại báo Cựu Chiến binh. Cảnh có mối quan hệ với một số sĩ quan thuộc Cục An ninh Bộ Công an. Thật ra, nhiều quan chức cộng sản được ô tô biển xanh đón tại chân cầu thang máy bay như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Bá Thanh, Thân Đức Nam hay Vũ Nhâm và nhiều bộ trưởng khác. Trần Tuấn Anh hiểu rõ nhất trước thềm hội nghị trung ương 10 khóa 12, chuẩn bị nhân sự cho đại hội tiếp theo. Các đồng chí yêu quý bắt đầu tìm cách săn sóc các đối thủ chính trị là nhân vật được quy hoạch Phó Thủ tướng, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, bị đem ra sới vật đầu tiên. Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với Tuấn Anh. Năm 2021, Tuấn Anh bất ngờ trúng Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Các đối thủ giấu mặt trong đảng rất cay cú. Họ quyết tâm tìm cách buộc Tuấn Anh phải từ giả chính trược. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin phải chăng Trần Tuấn Anh bị đánh dưới thắt lưng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đường Văn Thái được gặp mẹ sau 9 tháng mất tích. Ngày 2 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin blogger Đường Văn Thái được gặp mẹ lần đầu sau gần 9 tháng mất tích ở gần Bangkok. Theo đó, người nhà nói ông Đường Văn Thái trông vẫn khỏe mạnh sau thời gian dài bị mất tích ở Thái Lan và sau đó xuất hiện ở nhà tù của Việt Nam. AFA cho biết, chiều ngày 30 tháng 1, bà Dương Thị Lư bất ngờ nhận được cuộc gọi của công an thông báo bà sẽ được gặp con trai blogger Đường Văn Thái. Vào ngày hôm sau ở trại giam B14, của Bộ Công an ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. AFA dẫn lời bà Lưu cho biết, sáng sớm ngày 31 tháng 1, bà đi taxi đến trại tạm giam và được nói chuyện với con trai bằng điện thoại qua lớp kính dày. Được nửa tiếng nói chuyện sức khỏe, chuyện gia đình, chuyện trong làng, thế thôi, chứ tuyệt đối không được nói chuyện công việc. Nó, tức phía công an, đe từ cửa kia mà. Người mẹ già hơn 70 tuổi xúc động khi gặp được lại con trai sau nhiều đồng thổi về tính mạng của ông kể từ khi đột nhiên mất tích ở Thái Lan và đây là hình bản tin trên AFA. Một năm trước, bà Lư có sang Bangkok gặp ông Thái trong dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão. Sau thời gian dài không gặp lại, bà nhận xét. Bà không nhận ra tại vì nó trắng hơn ngày ở bên Thái Lan nó đen. Vẫn mạnh khỏe lắm, trông trắng trẻo vạm vỡ lắm, không có gì là hao hụt cả. AFA cho hay người mẹ đang sống một mình ở Hà Nội được con trai cho biết tình trạng trong trại tạm giam ổn, được ăn uống đầy đủ và được đối xử tốt. Khi hỏi về tiến trình điều tra, bà cho biết, phía công an không nói cụ thể mà chỉ động viên bà một cách chung chung. Đến lúc ra cửa thì nó tức cán bộ trại giam chỉ bảo là: "Bà ơi, bà cứ yên tâm, ở trong này anh ấy không vấn đề gì, anh ấy sẽ sớm về với bà. Từ nay đến ngày 20 tháng 4, nếu có gì thay đổi thì chúng cháu sẽ đánh giấy về cho bà." Bà cho biết do không được phép tự do trao đổi thông tin trong cuộc gặp vừa qua nên bà không rõ ý định của con trai về việc thuê luật sư bào chữa, trong khi bà đã lớn tuổi nên không biết cách tìm luật sư để trợ giúp pháp lý cho ông. AFA dẫn quy định trong bộ luật tố tụng hình sự, theo đó bị can trong các vụ án thuộc chương an ninh quốc gia chỉ được gặp thân nhân và luật sư khi quá trình điều tra kết thúc. Và đây là hình blogger Đường Văn Thái tại Thái Lan trước khi bị bắt. Việc ông Đường Văn Thái được gặp thân nhân khi điều tra còn đang diễn ra nằm trong số trường hợp hiếm hoi trong phần lớn các vụ án chính trị, bị can không được gặp thân nhân trong thời gian này, thậm chí có trường hợp chỉ được gặp gia đình sau khi đi thi hành án. Theo AFA, ông Đường Văn Thái, 42 tuổi, sang Thái Lan xin quy chế tị nạn chính trị từ cuối năm 2018. Ở gần Bangkok, ông tiếp tục đưa tin về tranh giành quyền lực giữa các quan chức lãnh đạo ở cấp trung ương và địa phương. Với hàng trăm video clip phát trực tuyến trên kênh YouTube Thái Văn Đường hiện đã bị xóa ngày trước khi bị mất tích ở khu vực gần nhà trọ ở Thayanburi, tỉnh Batum Thani, ông đã được phỏng vấn để đi định cư ở nước thứ ba. Vẫn theo AFA, nhiều tổ chức dân sự quốc tế như theo dõi nhân quyền, phóng viên không biên giới và ủy ban bảo vệ ký giả cho rằng ông Đường Văn Thái bị bắt cóc bởi lực lượng an ninh Việt Nam và đưa về Việt Nam giống như trường hợp locker trương duy nhất của AFA ở Bangkok trong năm 2019 hay cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh ở Berlin năm 2017. AFA cho biết thêm, giữa tháng 7 năm 2023, bà Lư nhận được giấy thông báo về việc khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ký ngày 5 tháng 7 năm 2023. Kể từ khi hết hạn tạm giam vào ngày 12 tháng 8 năm 2023, đến nay bà chưa nhận được thông báo gia hạn tạm giam con trai mình quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đường Văn Thái được gặp mẹ sau 9 tháng mất tích. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.